Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Trương Văn Hiệp Cuộc Sống Tây Nguyên. Và hiện giờ thì mình đang có mặt tại Đồi Đắk Lung nha mọi người. Đây là một khu vực trồng cà phê rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những hình ảnh về ngày mùa thu hoạch cà phê của năm 2022 nha các bạn. Hiện giờ thì ở Tây Nguyên thì trời rất là nắng nha mọi người. Rất nắng luôn. Đây mình khoác áo lạnh để không phải là để chống lạnh mà để chống nắng nha mọi người. Đây các bạn. Bây giờ đây là chủ vườn đang may bao cà phê nha mọi người. Hello, bà chị. Năm nay cà phê được mua không chị? Tầm 4 năm rồi. Sao? Tầm 4. Tạm ổn hả? Ăn cây được bao nhiêu ký? Giờ này chắc cũng 20 cây đi, 20 ký đồ lại thôi. À, một cây 20 kg là cũng được rồi đó. Mà tình hình thì năm nay giá cả nó được không vậy? Chung là giá cỏ bây giờ thì cũng bớt lên lắm, bớt lên bớt xuống. Hiện giờ nếu mình bán cái tươi là được bao nhiêu tiền một ký? Chắc là 82, 83 Tám cây. hai thôi à? Bữa đầu mùa có chỗ mua đến 90, 93 vậy phải không gì? Vâng. Mà bây giờ là vào giữa mùa là đã hạ rồi mọi người. Cái cà phê thường thường vậy. Cứ đầu mùa là giá hấp dẫn lắm. Nhưng mà lúc đó thì mình không có cà mình hái mình bán nhé mọi người. Nhưng mà khi vào mùa hái rộ thì thường thường giá tự nhiên nó tuột xuống. Tuột miết qua khỏi Tết nha mọi người. Nhưng mà làm nông nghiệp cũng khổ lắm mọi người ạ. Hái một người một ngày là được mấy tạ? Còn ba. Ba tạ. 1 tấn 3 hả? Là ba người hả? Ba người ạ. Vậy là ngon rồi. Vậy là mọi người 4 tạ ha. Được rồi, đủ ngày công lao động rồi, đúng không? Đúng. Anh em mọi người xem, anh em đang hái cà phê này. Là anh em lên từ ở đâu? Krông Pa. Krông Pa hả? Lên tới Gia Lai hái luôn hả? Như vậy là hái một mùa vậy là đủ tiền về ăn Tết không? Đi về ăn Tết luôn. Đúng không? Đi ăn Có dư tiền ăn mua bò không? Không. Không hả? Mua dê. Mua dê. Ông mà phép có lên chưa? Chưa. Đây mọi người, đây là những hình ảnh anh em đang hái cà phê nha. Ở đây thì nhân công ở dưới Cà Rồng Ba lên mọi người. Ở huyện Cà Rồng Ba cũng thuộc tỉnh Gia Lai. Hello, hello, hello. Vui quá. Ồ, anh đẹp trai quá. Em á, hả? Ờ, đi làm ăn chưa? Hay trông anh không? Hả? 3 ngày có 1 triệu. 3 ngày là được một người 1 triệu hả? Ồ, vậy là ngon rồi. À, hai anh em một ngày hái được bao nhiêu tạ? 8 tạ. 8 tạ hả? Như vậy là ngon rồi. Có anh thanh niên kia sao mà bữa nay cái tóc đẹp quá nè. Đi hái cà mà không đội mũ luôn. Mà tóc mà là cháy hết luôn phải không? Đúng không? Cháy hết cái tóc luôn. Đây mọi người xem mà đó đó thấy chưa nó kéo ngang lên hả, kéo ngang kéo lên à. Em qua đây này mình thấy là coi như là hai người là được tấn 2 tấn 1 đây, yêu cách nào hái là như thế này này bạn ơi. Hai tăng tay đây này, kéo nhẹ nhàng thôi, không có mệt người. Họ đừng đây. Kéo đấy là kéo tới cái lá dừng lại vậy đúng không? Đừng kéo cái lá luôn rồi sau năm lá là này. Rồi nghỉ lại đúng rồi. À ơi, không bao giờ mệt. Lắm. Mà không bao giờ hư đúng không? Tôi đây là tôi đem ở Gia Lai. Tôi hái cách đây là 6 năm rồi. Tôi biết rồi. Nhưng mà trước là tôi hái không được, không đạt. Đây bây giờ tôi hái được có tiền nhiều. Mang về cho bố con. Đấy, tới như thế này các bạn ơi. Đi bài đấy, đấy kỹ thuật gia đấy, chuyên gia mà nó khác. Năm sau năm là có kinh nghiệm đúng không?
có kinh nghiệm rồi á. Ồ, sao bạc đã đi sau cùng ha? Sao bạc đã đi sau cùng? Quá giỏi luôn. Được không, nhiều không cháu? Được, cũng tâm trạng rồi. Hái vào trong, hái một ngày mấy tạ? Trung bình 7 tạ. Trung bình 7 tạ hả? Ừ. À. Cà của bà cô đây là mới ghép mà. Cà trái lớn quá. Đúng không? Dạ. Là tổng cộng là mấy người hái? 9 người. 9 người hả? Có 2 người mới lên hái hả? Đúng không? Đúng rồi. Mọi người xem cà phê ở Tây Nguyên này, thấy chưa? Đấy, cảnh hái cà phê mọi người. Mình cũng có đôi lời tâm sự với mọi người về cái cuộc sống của người làm nông ở Tây Nguyên mọi người. Thì nói về mà vật chất á, thì họ không giàu cho mọi người. Nhưng là có nhà thì làm nhiều thì khá giả tí, còn người làm ít thì cũng như đủ trang trải trong năm mọi người. Vì hiện giờ thì cái phân bón nó rất là cao, giá thành là cao lắm, và cái công mà mình thuê mướn, mình làm nhiều mình phải thuê mướn cho mọi người, thì cái công hiện nay là nó cũng rất là cao cho mọi người. Công lao động bình thường thì cũng 200 một ngày nếu mà công làm cỏ đó mọi người, còn hái đó thì mình khoán nha mọi người. Hái thì mình khoán cứ một tạ vậy, thì tính ra thì một tạ vậy thì nó cũng khoảng 100.000 tiền công nha mọi người. Đó thì là tính đi tính lại thì mình ví dụ 1 hecta mà được 15 tấn cà thì cũng hết 15 triệu tiền hái nha mọi người. Và cái tiền phân nữa thì một năm trên 1 hecta thì mình thu lại về thì khoảng cỡ 20-30 triệu thôi mọi người ơi. Vì bây giờ thì cái gì nó cũng đắt đỏ hết, mà riêng cà phê thì nó không có lên giá. Thì làm nông thì mình phải theo thôi. Ở Gia Lai thì có cái hồ tiêu bữa nay thì mọi người biết rồi đó, tụt giá. Bây giờ bắt đầu là người ta trồng sầu riêng nha mọi người. Nhưng mà mình thấy cái tình hình thì cũng chưa khả quan lắm. Cái gì làm đổ xô làm thì chắc không thành công rồi mọi người. Đó, bởi vậy nên là mình cũng có đôi lời muốn chia sẻ mọi người về cái cuộc sống của người Tây Nguyên là như thế đấy. Chứ nhiều các nơi người ta lên đây người ta hái cà cứ nói là dân cà phê là giàu đó, nhưng mà thiệt ra là không có giàu được mọi người, có khi là thua ở đồng bằng nhiều lắm đó mọi người ạ. Là tình hình như thế đấy. 18 cây mà được 5 bao, 5 ba đây thì hơn 60. Đúng không? 3 tạ 3. Thì một cây cũng gần 20 kg chứ, đúng không? Vậy là cũng được rồi chứ. Nói chung tính ra là năm nay là vườn của em là khá được. Đó, nhưng em mà của em xấu cũng. Vừa thôi, 70 kg được rồi, đừng có làm 80 kg khi không nổi đâu. Nổi cho ai mà không nổi. Nổi hết rồi. Anh đừng bắt 81 kg được mà.